Song Luân bối rối khi bị con gái trách va với chú Tú Tút, bình thường mê như thế mà bị hỏi anh xinh ảnh chối đầy đầy. Còn chú Atus là có phải bạn của Balu không? Không, chú Atus là không phải bạn đâu. Chú Atus là không phải bạn đâu. Chú Atus là không quen, bất đắc dĩ thôi, kiểu bị ép buộc á. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Flashback. Anh Trường sinh tồn giỏi. Chẳng biết gửi gắm gì ông Sinh hết. Ngày nào cũng gặp ông ấy mà ngày nào cũng nói chuyện với ông ấy mà. Ủa? Gì vậy? Câu chuyện của anh Sinh và Tú Tút cứ là khiến cho cộng đồng mạng thích thú bởi vì đây là sự kết hợp của một người vừa đeo bám vừa u mê lại còn báo cùng. Với một nhân vật nhây nhưng cũng đầy bất lực trước cái sự u mê của anh Sinh. Chỉ có điều là bình thường Song Luân u mê là vậy chứ ai mà hỏi tới là ảnh chối liền. Điển hình là cách mà ảnh bị con gái trách va xem mối quan hệ của mình và anh Tú là gì đã khiến cho ảnh bối rối không biết nói như thế nào. Đã lắp bắp giải thích lại còn chối bỏ mối quan hệ khiến cộng đồng mạng cảm thán hóa ra những lời mà ảnh nói cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Bình thường như vậy nhưng nếu có hỏi tới là chối bay chối biến ngay. Không chỉ không nhận là bạn mà còn thẳng thừng cho biết mình không quen làm cho con gái anh chàng còn phải hỏi thăm xem cả hai có giận nhau không mà thấy. Song Luân từ chối mối quan hệ như thế nhưng mà nam diễn viên vẫn kiên quyết cho rằng mình và Atos có quen biết gì đâu mà giận. Mối quan hệ chỉ nằm ở đồng đội thôi, hết chương trình là hết chơi chung, chỉ là bất đắc dĩ, bị ép buộc mới tìm đến Atos mà thôi. Chứ còn chưa bao giờ gặp được chồng của Diệu Nhi ngoài đời luôn chỉ gặp được mỗi Captain hay Hiếu thứ hai thôi. Tự dưng sau thời gian mặn nồng bây giờ ảnh có ý định quay xe không quen biết, đã thế rồi mà còn làm lộ Aclon của người ta vậy mà bây giờ ảnh kêu không quen như thế. Hóa ra những lần ảnh đeo bám và nhiệt tình với Tú Tút trong chương trình chỉ là bị ép buộc và cách ảnh u mê cũng chỉ là giả vờ mà thôi, đúng là đau lòng quá đi. Nhưng cũng có người đùa rằng đây là cách mà ảnh trả thù bởi vì trước đó ảnh gây dựng cái tên Song Luân cả chục năm trời. Phút chốc chỉ vì những tiếng gọi anh Sinh của Tú Tút mà đã khiến nhiều người quên mất nam thần điện ảnh Song Luân là ai luôn thế nên bây giờ ảnh mới quyết định đoạn tuyệt như thế. Đúng là, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, nhưng mà cũng đúng, ảnh mà không chối như thế thì rất có thể là ảnh sẽ có được 1001 cuộc gọi nhỡ từ Diệu Nhi mất. Nhưng cũng có thể ảnh nói như vậy người gọi nhỡ cho ảnh sẽ là anh Tú, cũng có thể là Lam Anh Trần. Nhưng mà nhiều người cũng cảm thấy bất ngờ khi mà biết được Song Luân có con khi ảnh còn chưa có vợ, nhưng thật ra đây chỉ là con gái nuôi mà thôi. Anh nuôi giống như con ruột và cho biết mình đã có con gái còn gia đình kiếm sau. Quyết định này của nam diễn viên đã từng nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như bất ngờ của những người hâm mộ, có người thấy cũng hay nhưng cũng nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cô bé cũng từng một thời khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi vì nhan sắc của con gái nuôi xinh như thiên thần Lai Tây. Và cô nhóc cũng được ba Luân tiết lộ là lúc nào cũng có mặt trong show cũng như đến thăm ba trong các sự kiện cũng như công việc của ba khiến nhiều người thích thú. Có người còn trêu rằng như thế này thì cô gái nào lấy anh chàng sẽ hời thêm được cô con gái vừa xinh vừa ngoan như thế này. Tự dưng thấy cũng ổn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!